Xin chào tất cả các bạn, mình là Tính, mình đến từ Trung Tính rồi. Ở đây là một cái men. Cái men ơi mọi người, đây men này đây cái men hái bộ HP nha. Cấm dứt nguồn vào. À bữa nay mình mới dặn được, mình làm cho anh em xem luôn. Cái men này là men không kích được nguồn. Anh em đây. Nó đang xài đầu, cái đầu của mình là đầu HP nha. Cắm nhìn vô. Có máy cấp nguồn à. Cái máy cấp nguồn của mình là không nhận nha, không nhảy nha, 12 con nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Nè. Nào, vào con cái đầu tiên nè. Thấy chưa? Vào con tụ đầu tiên nè, hang tụ đầu tiên nè. À, thông qua cái nè. Ok chưa? Thông qua cái con khách thứ hai đầu tiên, con khách nguồn đầu vào đó. Anh em để ý. Con khách nguồn đầu vào, con chân gò bên đây không có áp đây. Mình sẽ dò mạch. Đây. Cái con ngô quét vào qua con tụ là con cầu chì. Qua cái em qua một dạng cầu chì. Thông qua con quét ha, con quét đi không? Qua con quét đầu vào. Mà nhưng mà cái con quét đầu vào mình nó không dẫn nha, nó khóa bị khóa nguồn đầu vào rồi. Đây. Khóa nguồn đầu vào. Mình ghi bên đây có cái hình như này 19 con trước. 19 con nha. Adapter HP mà quên. Cái này 19V. À. À, thấy chưa? Giờ con khoét nguồn này 19V nè, có nè. Có 19V đồng hồ kìa. Là 19V phải không? Cái đầu dắt bên đây không có áp, không có nguồn nào đâu. Rồi, thấy chưa? Mất con. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành câu nha. Câu đã mình loại trừ ra. Mình câu sao cũng được em mời. Tốt nhất mình câu chân 2 chân 3, 2 chân 2-3 nè. Có nhiều bạn gặp mấy men này sợ nè. Làm luôn, làm cho anh em học viên xem luôn. Có đang chưa? Đây mọi người, mình câu tắt vào. Câu tắt vào luôn, hai phép này luôn. Bây giờ mình tiến hành mình tốt nhất đối với dòng này anh em móc cái ra. Móc ra cái lấy xu ra, mình cắm vào. Anh em để ý nha. Cái máy cấp nguồn chạm gì 5A thấy không? Thấy chưa? Ok chưa? Ở đây máy cấp nguồn đã chạm gì 5A, tức ăn này sẽ bị chậm chập. Rồi mình sẽ quấn anh em ơi. Mình sợ anh em sợ nóng tay thì mình quán lên một cái lớp kim bo rồi xếp vô, quậy lên một ít lớp kim bo để mình kiểm tra. Đây nè, thấy không, nhìn nè, bốc khói nè, thấy không, mùi sưng nè. Ok chưa, bốc khói chưa? À ở đây là đang bị chạm hai tụ tụ lọc. Nhìn giúp nghe anh em. Rồi mình tiến hành hai tụ này, nó chạm hai tụ này khả năng là cái men nó không chết sibu nha. Sợ nhất là chạm phết chạm con phết này khả năng chết sibu mình. Nhưng mà con này con gờ chuồng ta lấy cặn vô bộ chưa. Rồi mình tiến hành thay cầu cạo tụ nha.
cháy không? Con cụ này không thấy cháy luôn nè. Con tụ này hết chạm nha, còn chạm nhắn còn chạm tụ khác nha, mình quét lên một lớp nè, cháy nè, con tụ đây hết cháy, con tụ đây nè. Hết chạm rồi. Cắm vô nè, hết chạm vô à. Hết chạm nè, giờ tiến hành mình xả cái giắc này ra, để cũng được thì mình xả cũng được nha. Cắm nha. Đo con 19 qua chưa? Con khác nó chết luôn rồi. Suzuki. Đứt hết đi. Con khác nó bị chết luôn mọi người. Giờ mình phải thay khác đó. Làm biến thì khỏi thay, làm biến cầu tắt luôn. Rồi, bộ gồng phải thay à, có tắt à. Thay con phép này cũng được nha. Câu tắt hay thay không cũng anh không ảnh hưởng hết á. Chào anh Bảo. Rồi, ok, video tiếp theo tiếp đi. Giao máy chứ đi. Đây, giao máy.